Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc hộp này. Đối với mình nó là khá đặc biệt và rất ít gặp. Có thể là ở bên ngoài này chúng ta sẽ nhìn thấy thì nó không khác gì những chiếc hộp nhạc nhỏ đựng trang sức bình thường khác, khoảng 18-20 nốt. Nhưng mà có một điều là khá là bất ngờ là vì nếu mà hộp 18-20 nốt khác thì nếu mà 18-20 nốt thì nó chỉ chơi được một bài. Nếu mà hộp 36 nốt thì cũng chơi một bài thôi. 50 nốt thì thường chơi được 2 bài, còn 72 nốt thì sẽ chơi được 3 bài. Nhưng mà chiếc hộp nhạc nhỏ này nó chơi được tận 6 bài. Đây chúng ta cùng xem clip bài hát đây, như các bạn thấy nó chơi được 6 bài. Nó là cỗ máy của Reuge Thụy Sĩ và nó 41 nốt. Nó có một cái cần để gạt play với cả stop. Cái cần này nó cũng khác. Nó không giống như là cần của những cái hộp nhạc nhỏ bình thường này. Hộp nhạc bình thường là khi bạn mở lên là nó tự chơi luôn. Nó có cái công tắc ở đây. Còn khi bạn đóng lại này là nó dừng luôn. Đấy. Thế nên là vì nó nhét một cái cỗ máy rất to vào cái hộp nhạc này nên là mình sẽ cảm thấy khá lạ lẫm vì cái kích thước nó không to nhưng mà cái máy nó lại to. Đấy, và ở bên trong ấy cũng rất đẹp. Và nhìn người ta làm rất là cầu kỳ ở cái tấm kính này luôn. Chắc là cái này là dành cho một dịp hay một cái gì đấy đặc biệt nên là nó mới đẹp như này. Bây giờ chúng ta cùng nghe thử đoạn nhạc nhé.
chiếc hộp này cái phần tích cót của nó cực dài luôn ạ.